Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết, từ ngày 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân dân thành phố, trong đó thực hiện test nhanh COVID-19 cho các công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Căn cứ nhu cầu, số lượng công nhân đã được test nhanh có kết quả âm tính với COVID-19 do doanh nghiệp đề xuất. Ngày 4 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố đã cấp 1.778 phiếu cho 1.778 công nhân đã được test nhanh có kết quả âm tính tại tổ xét nghiệm số 2, số 3, số 4 của khu công nghiệp Hoàng Long. Do khối lượng phiếu nhiều, thời gian gấp, công nhân tập trung đợi lấy phiếu gây ùn tắc nên các tổ xét nghiệm đã sơ suất khi để 43 phiếu đã cấp không ghi đủ thông tin của công nhân đã được test. Do các chốt liên huyện không yêu cầu xuất trình phiếu xét nghiệm nữa nên Trung tâm Y tế thành phố đã dừng cấp sau khi kiểm tra việc quản lý phiếu của công nhân. Các nhà máy tại khu công nghiệp Hoàng Long đã thu hồi 1.752 phiếu, còn lại 26 phiếu chưa thu hồi được. Đối với 26 phiếu trả kết quả chưa thu hồi được, không có giá trị sử dụng trên thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy, trung tâm y tế, thành phố tiếp tục thu hồi để tránh sơ hở trong quá trình quản lý.